chào mừng mọi người đến với LNB Channel. Như anh em cũng biết, game kiếm thế Origin của chúng ta vài ngày nữa thôi là chính thức là được 6 tháng rồi anh em. Nửa năm cho một hành trình của chúng ta. Tại game ra mắt từ ngày 27 tháng 3 đúng không? Bây giờ là tháng 9 rồi. Chúng ta cũng biết được là cái độ hút của cái game kiếm thế Origin này cực kỳ hút luôn. Và có rất là nhiều anh em 8x9x đã quay trở lại với tựa game kiếm thế một thời. Chỉ cần nghe cái chữ kiếm thế thôi là anh em đã quay lại và anh em đầu tư rất là nhiều, rất là mạnh. Và cái sức hút của nó thì anh em khỏi nói này, quá khủng khiếp. Cái game này nổi tiếng ở chỗ đó chính là những cái tính năng riêng biệt của nó, ví dụ như là bách bảo rương đồ này nọ. Và ở trong cái game kiếm thế Origin của chúng ta có được một cái mà rất là nhiều anh em yêu thích, đó chính là tính năng đập khí linh, đúc khí linh, đúng không? Cái tính năng này cực kỳ nhiều anh em yêu thích. Và rất là nhiều anh em cũng đã trải nghiệm cái game kiếm thế Origin cũng nhờ cái này. Cái khí linh này tuy nó chỉ tăng cho chúng ta những cái nhẹ về điểm tiềm năng cơ bản, nhưng cái quan trọng của nó đối với một cái người chơi mà muốn mạnh khi mà đối đầu với người khác, có muốn hơn người khác hay không, ở chỗ cấp khí linh và sát thương của chúng ta có cao hơn đối phương hay không, dựa vào cái tổng cấp khí linh này rất là nhiều. Vì vậy là những anh em top tài phú, người ta sẽ chú trọng lên khí linh liên tục, để có thể khi mà đối đầu với một người chơi nào đó, mình sẽ so sánh xem mình có hơn đam họ hay không, trên họ hay không về cái mặt khí linh này. Cái này nó rất là tốn, cực kỳ tốn luôn. Đây mình sẽ lên chân bảo cho anh em xem. Một viên khí linh bây giờ mình tính là tầm khoảng level 14 đi, là tốn là 24k kim long rồi. Mà 24k kim long này mình tính sơ sơ cho tầm 5 triệu đi ha. Một viên 5 triệu, 10 viên là 50 triệu cho cái bộ khí linh 14 này, đúng không? 20k kim long mình tính là sơ sơ 5 triệu đi, 10 viên là nhiêu, 50 triệu rồi. 50 triệu cho cái nhân vật của mình. Và hiện tại là nếu như mà anh em có tìm cứng, tìm mềm, có một cái người quen nào đó lỡ biết bát anh em, mà mình đang nói là những cái thành phần xấu đi, họ vô, anh em có tài sản 50 triệu bay mất tích luôn, mình cũng chả biết luôn. Chưa kể nha, giao dịch tự do là một cái rất là hay trong game kiếm thế Origin. Giao dịch tự do trong game này đó chính là giao dịch kim long, giao dịch đá level 2 bậc 2, đá bán bằng kim long á, có thể giao dịch được. Những cái tài sản có thể giao dịch được lại không được bảo vệ, anh em nhỏ một cái gặp những thành phần xấu vô lấy những cái giá trị đó. Và đặc biệt lấy cái vàng khí linh của anh em, anh em muốn nghỉ game này. Tại mình đầu tư rất là nhiều vào cái bộ khí linh này, được không? Đó là video ngày hôm nay cô muốn nói, đó chính là đề xuất cho Winner Game hãy ra một cái tính năng bảo vệ nhân vật, khóa an toàn nhân vật giùm tôi một cái. Tại vì Winner Game là một cái nhà phát hành lớn, đã ra mắt rất là nhiều game này. Game Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile, Game Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile, những cái tựa game đình đám của chúng ta đến thời điểm hiện tại luôn, rất là thành công luôn anh em. Và cái tính năng bảo vệ nhân vật là một cái tính năng rất là nhỏ so với cái game kiếm thế Origin của chúng ta. Ra một môn phái mới là lập trình rất là khó, nhưng mà cái tính năng mà để bảo vệ nhân vật của mình, bảo vệ cái tài sản của mình lại không ra được. Một cái tính năng cực kỳ đơn giản lại không ra được. Vậy làm sao mà tương lai mà ra những cái tính năng để tăng tiến sức mạnh khác nữa, phải tốn rất là nhiều kinh phí cho anh em, mà anh em chúng tôi lại không có được một cái gì đó để bảo vệ an toàn cho hàng của chúng tôi. Ví dụ cái lúc đó chúng tôi có được một cái team đang ok, đúng không? Anh em vui vẻ, mình không phải đánh đồng hết tất cả mọi người, đúng không? Team vui vẻ, không có thời gian lên on game đi, đúng không? Nhờ team mình, đa phần 99% là anh em sẽ như vậy, nhờ team cứng của mình online hộ. Mà lúc đó là gặp nhỏ cái thành phần đó là cái thành phần lừa đảo, đúng không? Ở đó vô nó lấy luôn cái ạc của mình. Rồi cái đó là mình chưa nói là cái vụ mà anh em là cái này là lỗi của chủ ạc, không chịu bảo vệ ạc, đúng không? Là không chịu đăng ký full thông tin đâu này nọ, đúng không? Nhưng mà cái lỗi của Vina Game ở chỗ này đó chính là không bảo vệ nhân vật trong game. Là cái nhân vật của mình mà gặp thành phần xấu một cái, có bao nhiêu đồ nào mà giao dịch được, nó giao dịch hết trơn luôn. Không có được cái tính năng bảo vệ nhân vật. Khi lên 140 mức bay sạch luôn, rồi coi như là lúc đó là nghỉ game, đúng không? Bây giờ là cái vàng khí linh mình đã đập vô cho nhân vật của mình, mình có rất là nhiều kim long, mình có rất là nhiều bộ đá, viên đá rất là ngon, mà bây giờ bị lột sạch hết trơn luôn. Chỉ
không có cái tính năng bảo vệ nhân vật. Cái tính năng bảo vệ nhân vật này là sao? Mình sẽ cho anh em xem một cái tính năng bảo vệ nhân vật của một người anh, đàn anh của cái game Kiếm Thấy Origin này. Đó chính là game Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile. Mình cũng khá là ngại khi mà đang chơi cái game này mà nói về game khác thì nó cũng không hay lắm. Nhưng mà đây là một cái tính năng để cho những anh em bộ phận kỹ thuật với lại Vinagame có thể tham khảo. Hãy làm ngay đi, chứ hiện tại số lượng người chơi người ta nhắn tin vô Zalo cho cô về cái việc mức độ rất là nhiều luôn. Trong tuần này gặp rất là nhiều nên là mình phải lên video này nói cho anh em và đề xuất cho Vinagame tính năng này. Đây là game Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile. Và cái tính năng của game Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile đó chính là cái tính năng khóa an toàn nhân vật của mình. Vào thiết lập có khóa an toàn. Những cái gì mà có thể giao dịch được khóa hết. Ví dụ như khảm có thể khóa. Mình hãy đặt mật khẩu của mình rồi mình khóa. Thấy không? Rồi, những cái giao dịch được khác như là bày bán có thể lên bán kim long rồi này nọ, thấy không? Giao dịch 1v1 khóa luôn. Đó, những cái như là cửa hàng đấu giá dành cho khi mà những thành phần xấu mà nó vô nó không giao dịch được, không lấy được đồ của anh em, nó sẽ phá hạt anh em. Như vậy cái bảo vệ nhân vật này nó sẽ giúp cho những cái thành phần xấu nó không làm gì được hạt của anh em luôn. Cực kỳ quan trọng luôn nha, cái này cực kỳ quan trọng. Tại vì cái game Kiếm Thế Origin là một cái game có một cái sự tăng tiến sức mạnh, cần có sự tăng tiến sức mạnh rất là nhiều, nhất là cái khí linh đó và cái bộ đá. Mà cái này mà không bảo vệ được thì chắc chắn người ta sẽ nghỉ game hết. Đảm bảo luôn, công sức người ta bỏ vô mà bây giờ bị hack hết trơn là chắc chắn sẽ bỏ hết, đúng không? Rồi chưa kể là những cái như là vô ban hội nè, ví dụ như nó hack ạt mình, đúng không? Mình đang là ban chủ nè, kích hết thành viên cho mình cái kiểu là sao, đúng không? Phúc lợi nè, nó vô nó muốn hack của mình là rung cây tiền hết luôn, rung hết luôn, có nhiều vàng quăng hết luôn đó. Ví dụ vậy, rồi nó bán vật phẩm mình nè, đó, ví dụ là đồ của mình đi, đồ mình đang mang, đúng không? Đó, xong rồi nó bấm vô, nó có thể tháo mà, xong rồi nó thu hồi mất bộ đồ của mình, ổn không? Ổn, sống ổn. Bởi vậy là phải ra được cái tính năng khóa an toàn này. Bây giờ hãy ra liền đi, tôi nói thiệt. Mình giao hoạt cho team để họ có thể online hay là hỗ trợ mình đồ này nọ. Đó, xong rồi cái mình bị luộc luôn. Mà mình không thể nào, mình không có bằng chứng để mình có thể là mình nói với Vinagame, để mình báo Vinagame, đúng không? Đa phần là hỗ trợ Vinagame đều hỏi anh muốn nói một cái vấn đề nào đó, anh phải đưa cái hình ra. Mình có biết khi nào mà mình bị hack ạt đâu mà mình chụp trước đó, đúng không? Mình chỉ chụp cái kết quả mình bị hack ạt thôi, nhưng mà cái đó là cái dữ kiện không có thuyết phục nên là rất là khó để lấy lại, đúng không anh em? Đó, nên là bây giờ để giảm cái tình trạng đó, tốt nhất Vinagame hãy ra cái tính năng khóa an toàn giùm tôi. Khóa cường quá để cho nó khỏi phá của mình nè, mất biết bao nhiêu huyền tinh của mình, đúng không? Đó, mình khóa những con đồng hành của mình để nó khỏi sa thải. Đó, mình khóa những cái khảm không cho nó tháo những cái viên đá, viên bảo thạch của mình ra. Đó, mình khóa những cái như là cái nhân vật của mình không cho nó tự tiện đổi môn phái. Đó, mình khóa cái bài bán không cho nó lên để nó mua những cái mà nó đã treo để nó chuyển kim long á anh em. Đó, mình không cho nó, mình khóa cái giao dịch không cho nó giao dịch với người khác. Mình khóa đấu giá để nó không lên phá cái vàng của mình. Mình khóa cửa hàng không cho nó khóa vàng hay là khóa kim long của mình. Đó, mình khóa ban hội, khóa phúc lợi, khóa bán vật phẩm, khóa hết tất cả những gì bảo vệ nhân vật của mình. Đó, cái đó cực kỳ quan trọng luôn. Hiện tại đang rất là nhiều người top họ nhắn tin cho cô nói bây giờ mà họ cũng ngại đầu tư, tại vì không có tính năng bảo vệ cái ạc của họ, nên là nếu như mà họ gặp một cái tình trạng bị hack cái là coi như là chỉ có u ớ thôi, chỉ có khóc rồi nghỉ game thôi chứ giờ không còn gì cả. Nên là mình rất là hy vọng trong video này anh em hãy share, hãy like và share rộng rãi ra để cái view nó cao và để có thể đến với Vinagame. Họ có thể ra cái tính năng bảo vệ nhân vật này cho chúng ta, để cho chúng ta có thể an toàn và yên tâm khi mà chúng ta trải nghiệm cái game này. Tự nhiên bây giờ cái ạc của mình đang đầu tư rất là nhiều, không có gì bảo vệ, đụng cái một ngày nào đó chúng ta mất hết đồ trong game, rồi xong. Cái đó báo chài, tiền nhắn tin cho cô cũng chả giải quyết được, tại cô có phải là người Vinagame đâu. Đây là cô chỉ có thể là lên video này và nhờ anh em share rộng rãi ra, like share rộng rãi ra để cho nó có thể có được tương tác cao và đề xuất nhiều để cho Vinagame họ có thể thấy được và họ
có thể xem xét và ra được cái tính năng này. Hy vọng trong tương lai có thể ra được tính năng này. Và nếu thích video này, các bạn nhớ like, share và subscribe kênh LNB của mình. Và đặc biệt, anh em có thể tham gia ủng hộ cua cực kỳ dễ dàng thông qua tính năng mới của YouTube. Chỉ cần vài thao tác nhỏ nhỏ như anh em đang thấy trên màn hình, thì anh em ở điện thoại Android hay là iOS, thậm chí ở PC đều có thể ủng hộ cua với kênh thanh toán cực kỳ đa dạng. Hãy tham gia cộng đồng hội viên của LNB và ủng hộ cua để cua có thể xây dựng và phát triển thêm các video hay và chất lượng hơn nhé. Ok, cảm ơn tất cả anh em nha. Đúng rồi, dưới đây là hai video mà mình cảm thấy khá là hữu ích cho anh em. Và nếu anh em nào mà chưa xem hai video này, anh em có thể bấm vào đây để xem hai video này nha anh em ơi. Ok, cảm ơn tất cả anh em.